Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2023. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo hình thức trực tuyến. Theo đó, thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục Đào tạo, địa chỉ thí sinh. Điểm tốt nghiệp trung học phổ thông. Madu. Vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được nhà trường cấp để đăng ký nguyện vọng.